Thì đây là cái bài 8B của mình. Được chưa? Các bạn nhìn vào bài 8B. Các bạn nhìn hình ở đây, chúng ta sửa bài thì chúng ta nhìn hình nó nhanh lên một chút để chúng ta có thể sửa được nhiều bài nhé các bạn. Rồi với bài 8B này này thì mình cũng thể hiện cái hệ tọa độ giống như thầy đã hướng dẫn các bạn trong bài trước. Thì mình lại xác định cái điểm này nằm ở đâu. Mình xác định cái điểm này nằm ở đâu? Trên cái hình chiếu này, trên cái hình vật thể này. Đấy, và chúng ta cũng trong đầu chúng ta cũng mừng tượng ra luôn là cái hình chiếu phía trước chúng ta sẽ thấy những cái gì. Vậy thì điểm này bây giờ ở đâu? Ở đâu? Ở bên phải, chính là điểm này đúng chưa? Rồi, thì khi mà mình đã xác định được điểm rồi thì các bạn tiến hành đặt thước, đúng không? Các bạn vẽ. Rồi như vậy, nếu tôi xuất phát từ điểm này thì sang bên đây chính một đoạn, nhìn thấy không? Là 7. 7 mấy? 72. Được chưa? Rồi lên trên đây một đoạn 7 là bằng 7. Đúng không? Rồi, kéo lên điểm này mình biết được chưa? Kéo lên điểm này mình biết được chưa? Chưa. Mình lên đây một điểm nữa, từ mình lại bắt đầu từ điểm này lên đây bằng 7. Phải không? Được chưa? Được chưa? Rồi. Rồi. Ở đây thì bạn phải xác định này, khoảng này mình thấy đường này nó là một cái đa giác nó vậy, đúng không? Ha, một đa giác nó đi như thế này. Là chúng ta sẽ nhìn thấy mặt này, và khoảng cách chiều cao ở đây chính là 42. Nhưng 42 nó thì cho người ta cho cái đoạn này là 10. 10 có nghĩa là bạn phải xác định được vị trí của điểm tâm này lên trên. Phải không các bạn? Đúng không? Đấy. Thì ở đây bạn sẽ phải xác định được cái điểm tâm của nó, tức là chính là đoạn trung điểm của đoạn 72 này. Đúng không? Bạn dựng một đường thẳng tâm thẳng lên. Phải không? Đúng không? Đấy, bạn dựng đường tâm này thẳng lên và từ điểm tâm này bạn đo một đoạn kích thước là 10, đúng không các bạn? Thấy không? Để mình vẽ bạn đường thẳng nằm ngang này qua, đúng chưa? Đúng. Đó. Đấy. Rồi, thì bây giờ mình vẽ từ đường đó lên. Mình vẽ từ đường đó lên. Như vậy mình sẽ đo khoảng cách, mình sẽ lấy khoảng cách, đúng không? Thầy sẽ lên đây một đoạn là 5 và 42. Đó, như vậy thầy có thể lấy từ điểm này được không? Và thầy kẻ sang đây một đoạn bằng 10, đúng không các em? Thấy không? Đây, thầy đặt thước chỗ này, kẻ sang đây chính là bằng 10. Thầy có được đường này không? Và khoảng cách ở đây, đảm bảo khoảng cách từ đây đến đây là 42, đúng không? Được chưa? Ở đây thì thầy dùng phần mềm, do đó mà thầy lấy cái tọa độ điểm trên này nó rất là dễ. Còn các bạn đặt thước là các bạn sẽ phải đặt đường này song song với đường này, đúng không? Và khoảng cách kéo từ đây sang đây, từ trái sang phải và từ phải sang trái một đoạn chính là bằng 10. Là mình chỉ có được các cái điểm đầu mút số 2 của cái cạnh này và cạnh này. Như vậy có được thì mình chỉ việc kéo điểm này lại đây lên đây là xong. Và kéo điểm này lên đây là xong. Như vậy đây có phải là cái mặt mình nhìn thấy không? Đúng rồi. Rồi. Có được điểm này rồi thì chúng ta mới nhìn vào các cái đặc tính khuất bên trong. Như vậy ở đây chúng ta thể hiện đặc tính khuất bên trong là chúng ta thể hiện các đường khuất. Và phía bên trong thì đường khuất ở đây theo bạn nhìn ở đây thì có mấy đường? Dạ, hai đường. Hai đường. Hai đường. Hai đường. Đúng không? Đường khuất là đường có cái chiều dài bằng bao nhiêu hay là chiều cao bằng bao nhiêu? Chiều dài bao nhiêu và chiều cao bao nhiêu? Và hai đường đó là hai đường thẳng thẳng đứng, nằm ngang hay xiên? Hai đường nằm ngang. Ở đây mình nhìn thấy là mình nhìn từ phía này vào thì mình nhìn thấy ở đây nó cũng có
Đường mà chúng ta không thấy là đường này và đường này, đúng không? Đường có thể hiện của cái rãnh 6 ly này. Nhưng ở đây đã bị che bởi đường thấy, do đó chúng ta có thể hiện đường này không? Không. Không. Mà mình nhìn xuống phía dưới kích thước theo chiều cao, một đoạn nó chính là bằng 12 thì chúng ta thấy cái rãnh này. À, cái rãnh 22 này. Thì chúng ta thấy đường này sáng qua đây được không? Đúng không? Dạ đúng rồi. À, như vậy chúng ta sẽ có một đường thẳng, chúng ta sẽ phải lấy cái đường thẳng nối từ điểm này, mình sẽ lấy từ điểm này xuống đây một đoạn nó chính là bằng 10 mười mấy? Mấy? Có phải nối từ điểm này xuống đây? 12. Từ điểm này xuống đây một đoạn là 12 đúng không? Và các bạn sẽ cho cái đường nét đứt này nối qua hai bên này và bên này đúng không? Phải không các bạn? Phải chưa? À, và đường thẳng này là nó sẽ kéo dài tới tới đây đúng không? Phải đường này không? Dạ đúng rồi. Rồi, phía dưới này chúng ta còn có một đường nữa là đường thể hiện cho cái chiều sâu của cái rãnh này nữa. Và nó cũng chính là đoạn chính là bằng 12, phải không các bạn? Phải không? Dạ đúng rồi. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ có một đường này, cách đường này chính là bằng 12. Nhưng nó phải nó chơi vơi như thế này không? Dạ không. Mà nó sẽ nối vào, cho nó bắt vào cái cạnh bên này và cạnh bên này đúng không? Phải không? Có phải nối vào đây không? Có phải này không? Dạ đúng rồi. Được chưa? Vậy đã đầy đủ cho hình chiếu phía trước chưa? Rồi. Đầy đủ chưa? Dạ rồi. Rồi. Đấy đủ rồi thì tiếp tục mình dựng hình xuống đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng dựng hình. Rồi, chúng ta sử dụng đường line, chúng ta nối đường dựng hình xuống. Đấy. Được chưa? Có điểm nào trên là có điểm trên hình chiếu đứng thì mình dựng xuống đúng không? Điểm này, điểm này, điểm này, điểm này, điểm này, điểm này và điểm này. Được chưa? À, rồi tiếp là mình dựng các đường nằm ngang, bắt đầu từ điểm này qua đây. Được chưa? Và các bạn cũng xác định cho thầy luôn cái bề dày của nó chính là bằng 40 đúng không? Phải không? Dạ 40. Rồi 40 để mình lấy cái khoảng cách từ chỗ này, từ vị trí của điểm này, đặt thước ra đây một đoạn nó chính là bằng 40 và mình kéo nó sang bên trái, đúng không? Đấy, để mình xác định cái thước bao của nó, nối các đường này lại. Nối các đường này lại. Được chưa? Đấy, như vậy cái không gian của mình là cái không gian nằm ở đây. Được chưa? Mình đã xác định rồi. Rồi khi mà đã có được bao hình thì mình xác định, mình nhìn từ trên xuống mình sẽ thấy những cái đoạn nào mà mình cần thể hiện cho các đường dựng hình phía dưới nào. Rõ ràng nhìn từ trên xuống thì mình thấy đoạn có các đoạn là bằng 6 và những đoạn nó bằng 22 là kích thước theo bề rộng, đúng không các bạn? Đúng không? Rồi, thì như vậy mình sẽ phải xác định được nào, mình sẽ phải xác định được cái điểm mình sẽ vẽ đường song song nó như thế nào để nối được điểm. Để mình nối như thế nào được để lấy được điểm. Thứ nhất là cái rãnh bằng 6 này là nó tới đâu và 22 này là nó tới đâu. Đấy. Bây giờ đoạn bằng 6 trước nào. Đoạn bằng 6 trước nào.
đoạn bằng 6 trước nào. Nào, đoạn bằng 6 trước nào. Mình nhìn trên hình chú đứng nè. Tờ ở trên cùng đến cái đường hút. Như vậy cái vùng cho cái dặn bằng 6 ly có phải là chiều cao của dặn 6 ly từ đây đến điểm này không? Dạ đúng rồi. Rồi như vậy thì mình phải chú ý được cái điểm này đúng không? À, vị trí của điểm này. Đúng không? Đây là vùng ranh giới cho cái đoạn là 6 ly. Phải không các bạn? Dạ đúng. À, để mình xác định mình để mình vẽ chứ mình dựng chứ cho nó dễ. Như vậy 40, như vậy bạn sẽ phải đặt thước từ đây vào đây 40 mà bạn trừ đi 6, như vậy là nó chia đôi ra nó là bao nhiêu để bạn xác định đoạn ở giữa bạn đo. Mấy? 20. Sao lại 20? 17 à. Phải không? 17 à. 34 là 17. Như vậy nếu xuất phát từ điểm này vào để vẽ được đoạn bằng 6 đó là bạn phải cách đo đoạn này từ đây vào điểm này một đoạn chính là 17 đúng không? Và bạn nối ranh giới nó sang bên này đúng chưa các bạn? Phải chỗ này không? Phải không? Và mình sẽ dựng đường song song với đường này cách đoạn này bằng 6 được chưa? Có phải chỗ này không? Dạ đúng rồi. Rồi. Đó là đoạn song song nhìn từ trên xuống thứ nhất, song song nhìn từ trên xuống thứ hai là đoạn 22 thì ranh giới bề rộng cho đoạn 22 là chúng ta nhìn đường này. Như vậy khoảng cách tính từ điểm này đến vị trí của điểm này. Phải không? À, nếu 22 từ đây mà 40 trừ đi 22 nó là bằng mười mấy? 18. Như vậy nếu đặt thước ở đây different bạn sẽ lấy từ điểm này vào đây một đoạn nó chính là bằng 9 đúng không? 9. Và dạ, bạn nối điểm này qua đây đúng không? Phải không các bạn? Dạ không. Phải không? Từ điểm này qua đây không đúng hả? Phải không? Có phải từ điểm này qua đây không? Dạ phải. Rồi, như vậy mình sẽ phải dựng đường song song và cách cái đường này một đoạn chính là bằng 22, có phải chỗ này không? Đúng chưa đã? Dạ đúng. Còn đường nào nữa không? Còn đường cái mặt ở trên cùng nhìn thấy. Đường nào? Thấy chưa? Còn điểm nào nữa không? Giờ nói điểm là đã đủ chưa cái đã hàng nối? Các bạn thấy nó đủ chưa? Được rồi. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ nối như thế nào? Chúng ta nhìn từ đường bao trước nào? Các bạn nhìn từ bao trước nào? Giờ đường bao là hình chữ nhật xung quanh. Là mình thứ nhất mình lấy bao hình trước, đường bao của nó là đường gì? Giờ hình chữ nhật. Là hình chữ nhật, đúng không? Như vậy bao hình mình thấy nó là một hình chữ nhật. Có bị gián đoạn không? Bị không? Không. Không. Đấy. Tiếp. Tiếp. Yep. Mình sẽ xuất phát từ điểm nào trước?
Nào, bắt đầu điểm nào? 6 ly chưa? 6 ly. Như vậy khoảng cách thì 6 ly chính là đường này đúng không? Hay là cả thống cả mình sẽ vẽ từ đường này hay là cả đường này luôn? Dạ cả cái đường. Cả cái đường mà mình đã xác định này đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Được chưa? Phải chỗ này không? Rồi, thứ hai đường này mình đi đâu ra đâu nữa? Đường 22. Dạ, có phải là đường này lên đây hay là đi đâu tiếp? Dạ đúng rồi, lên. Lên đây. Có phải là ra đây không? Xuống đây là như thế này không? Dạ phải. Rồi. Phải chỗ này không? Đối xứng qua hai bên đúng không các em? Được chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Ờ, cái đường khuất. Đường khuất ở đâu? Cái chỗ 22, đường ngay 22. Cái đó là nó xuyên suốt qua. À, do đường khuất này xuyên suốt, do đó mình vẽ từ điểm này qua đây là đường khuất, phải không? Tương tự. Tương tự. Được chưa? Đúng chưa? Còn. Rồi. Còn cái đường hai cái trên cùng ở đâu? Ở đâu nào? Cái đường trên cùng hạ xuống. À, là đường này đúng không? Đúng. Rồi, như vậy thiếu đường này đúng không? Một số bạn nhìn không thấy chỗ này. Có phải là đường này nối đây không? Dạ phải. Đúng chưa? Chính là vị thể hiện mặt này đúng không? Tương tự này. Đủ chưa? Chưa rồi. Rồi. Đấy. Các bạn vừa xem vừa sửa đi lại đi nha. Rồi, có được này xong thì chúng ta lại dựng chúng ta tìm hình chiếu cạnh. Rồi, mình lại dựng đường lai sang từ điểm này sang. Tương tự. Tương tự, đúng không? Cái nào có điểm thì mình dựng sang. Được chưa? Rồi, mình dựng lên. Rồi, các bạn dựng sang. Cứ cái nào có điểm thì chúng ta dựng sang. Rồi. Được chưa? Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta dựng sang ở đây ấy, thì chúng ta nhìn trên này, kích thước bao của nó trước đã. Bao hình của nó bây giờ điểm này là điểm nào? Điểm này là điểm nào? Nó là hình chữ nhật nhưng mà trừ cái rãnh 6 ly. À, nó là hình chữ nhật, dễ dàng nhìn thấy ngay. Nó là hình chữ nhật, nếu xuất phát từ điểm này sang đây tôi sẽ vẽ là hình chữ nhật, đúng không? Lên trên này. Nhưng trừ ra cái đoạn 6 ly, 6 ly chính là cái khoảng cách từ đây đến đây. Như vậy là tôi sẽ đến đây thôi. Phải không? Và tôi sẽ đi đâu? Đây. Đấy, tôi xác định được vùng này. Được chưa? Có phải chỗ này không? Và từ hai đường này tôi sẽ đi xuống đúng không? Đi xuống này đúng không? Đúng. Rồi, thì đi sau đâu nữa? Đi qua trái. Qua trái, xuống này. Và qua tương tự như vậy, điểm đối xứng còn lại. Phải không các bạn? Đủ chưa? Còn một đường ngang ở dưới. Một đường ngang ở dưới thể hiện cho cái chiều cao 7 ly. 7. Đúng rồi. Được chưa?
Đầy đủ chưa? Có nét khuất nào không? Không. Không. Rồi, sau khi làm xong, tương tự như vậy, mình lại tải đường dựng hình đi. Ở đây thầy sử dụng đường dựng hình để thầy hướng dẫn các bạn nhé, cho nó dễ. À, bạn nào chưa quen thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp dựng hình giống của thầy và sau đó tải đi. Còn bạn nào đã quen rồi thì các bạn có thể vẽ luôn, không cần phải sử dụng dựng hình, nhưng đảm bảo khoảng cách bằng nhau, đúng không? Khoảng cách từ cái đoạn là gì? A2 ấy bằng A3, AZ như chúng ta đã nói ở phần lý thuyết. Được chưa? Đấy, như chúng ta đã nói phần lý thuyết. Sau khi xong rồi à, thì mình thể hiện ghi kích thước, đúng không? Sử dụng trong annotation, đúng không? Ghi kích thước bao hình trước. Chưa? Những kích thước theo phương thấy, đoạn này từ đây đến đây. Được chưa? Đó là hai kích thước theo mình nhìn thấy. Rồi, kích thước theo phương nằm ngang. Ở phía trên. Được chưa? Đủ chưa? Chưa Đủ rồi. Chưa các bạn? Đủ rồi, thì mình ghi kích thước ở dưới. Được chưa? Đấy, và thậm chí mình cũng ghi được kích thước cho đoạn 6 ly. Kéo nó lùi ra ra. Được chưa? Đảm bảo khoảng cách. Rồi. Còn kích thước nào chúng ta cần ghi nữa không? Trên hình này nữa không? Chờ không. Không. Được chưa? Rồi. Trên cái 12 đó. Đâu? 12 ghi bên hình chiếu cạnh. Đúng rồi, 12 là chúng ta sẽ thể hiện nó trên hình chiếu chiếu cạnh. Rồi. Tương tự. Chưa? Là những kích thước mà mình không thể ghi được trên hình chiếu đứng và trên hình chiếu chiếu bằng. Trên hình chiếu đứng là nó là nét khuất, chúng ta không ghi thì chúng ta thể hiện trên hình chiếu cạnh. Đầy đủ chưa các bạn? Đầy đủ chưa? Được rồi. Rồi, đấy, các bạn sửa bài vào đi.